Xin chào mừng và cảm ơn quý vị và các bạn đã đến với bản tin cập nhật giá vàng mới nhất phiên tối hôm nay. Hôm nay là thứ năm ngày 29 tháng 2 năm 2024, được phát sóng trên kênh Giá cả thị trường. Ở bản tin này chúng tôi xin gửi tới quý vị và các bạn chi tiết một số thông tin trên hai thị trường vàng thế giới và vàng trong nước. Phần tiếp đến của bản tin là bảng giá vàng trong nước được ghi nhận mới nhất trong phiên giao dịch buổi tối ngày hôm nay. Sau đây sẽ là những nội dung chi tiết. Mở đầu của bản tin là một số thông tin trên thị trường và thế giới. Giá vàng trên thị trường thế giới lại đảo chiều giảm nhẹ với tỷ lệ giảm là 0,20%, đứng ở mức 2030,4 đô la Mỹ trên một ao. Bên cạnh đó, chỉ số đồng đô la Mỹ cũng trong xuống giảm nhẹ, đứng ở mức 103,87 điểm. Trên thị trường tiền điện tử, giá trị đồng tiền điện tử Bitcoin trong xuống tăng mạnh với tỷ lệ tăng là 3,67%, giao dịch ở mức 62.523 đô la Mỹ trên Bitcoin. Lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ kỳ hạn 10 năm tăng nhẹ, đứng ở mức 4,298% trên một năm. Còn trên thị trường năng lượng, giá dầu thô giảm nhẹ, đứng ở mức 78,4 đô la Mỹ trên một thùng. Trước khi đến với những thông tin chi tiết trên thị trường vàng trong nước, sau đây kính mời quý vị và các bạn hãy cùng điểm qua một chút những thông tin cũng như là phân tích trên thị trường vàng thế giới. Giá vàng cũng không có nhiều thay đổi khi giới giao dịch án binh trước khi số liệu lạm phát của Mỹ được công bố. Với chỉ số chi tiêu tiêu dùng cá nhân hay gọi là PCE, tức đo lạm phát ưa thích của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ Fed sẽ được công bố vào tối ngày hôm nay theo giờ Việt Nam. Tuần này, các quan chức Fed cho biết lạm phát vẫn còn khá xa mức mục tiêu 2%. Nhưng có khả năng ngân hàng này vẫn hạ lãi suất có thể trong năm nay, lãi suất giảm sẽ làm tăng sức hấp dẫn của vàng. Sẽ có thêm ít nhất 7 quan chức Fed nữa phát biểu trong 2 ngày là ngày 29 tháng 2 và ngày 1 tháng 3. Giới giao dịch dự đoán Fed sẽ hạ lãi suất 3 lần trong năm nay, thay vì 5 lần như dự đoán của 1 tháng trước. Thời điểm được dự đoán sẽ diễn ra đợt hạ lãi suất đầu tiên cũng được lùi từ tháng 5 sang tháng 6. Về mặt dự báo xu hướng của giá vàng, bất chấp những thách thức mà vàng đang phải đối mặt trong môi trường lãi suất cao, chiến lược gia hàng hóa Oleason của ngân hàng Saso vẫn duy trì triển vọng lạc quan đối với vàng, với dự đoán giá vàng sẽ đẩy lên 2.300 đô la Mỹ trên một ounce trong năm nay. Tuy nhiên, chuyên gia này lưu ý kim loại quý này sẽ vẫn bị mắc kẹt trong phạm vi hiện tại cho đến khi thị trường biết chắc về thời điểm cắt giảm lãi suất của Fed. Cùng với quan điểm, các nhà phân tích tại HSBC cũng đánh giá cao sức mạnh của kim loại màu vàng trong thời gian qua và nhấn mạnh rằng trụ cột quan trọng tạo nên sức mạnh tương đối của vàng là tình trạng bất ổn địa chính trị đang diễn ra. Trong 2 năm qua, vàng đã chứng kiến sức hấp dẫn trú ẩn an toàn đáng kể khi giới đầu tư tìm cách tự bảo vệ tài sản của mình do lo ngại liên quan đến hai cuộc xung đột. Tuy nhiên, trong một báo cáo mới đây, các chuyên gia của HSBC cho biết họ thấy cuộc khủng hoảng khí hậu ngày càng gia tăng cũng tác động tích cực đến kim loại quý khi nó làm tăng thêm tình trạng bất ổn địa chính trị. Quý vị và các bạn thân mến, phần tiếp đến của bản tin là một số thông tin trên thị trường vàng trong nước. Giá vàng nhẫn ngày hôm nay tiếp tục đà tăng cao từ phiên đầu tuần, có thương hiệu nâng giá vàng nhẫn lên gần 66,5 triệu đồng trên lượng theo chiều bán ra, một mức giá kỷ lục từ trước cho đến nay. Cụ thể, vàng nhẫn tròn trơn, vàng dòng thăng long của bảng Tín Minh Châu đã tăng 4 phiên liên tiếp từ đầu tuần cho đến nay, lên mức cao chưa từng có. Cuối ngày hôm nay, mặt hàng vàng nhẫn tròn trơn, vàng dòng thăng long của bảng Tín Minh Châu mua vào ở mức 65,38 triệu đồng trên lượng, bán ra mức 66,48 triệu đồng trên lượng, tăng thêm 200.000 đồng trên lượng ở cả hai chiều so với giá đóng cửa ngày hôm qua. Và đây là mức giá cao chưa từng có trong lịch sử của giá vàng nhẫn trong nước. Trong 4 phiên vừa qua, giá vàng nhẫn tròn trơn, vàng dòng thăng long của bảng Tín Minh Châu tăng tổng cộng 900.000 đồng trên lượng ở cả hai chiều. Với các thương hiệu khác thì cũng điều chỉnh giá vàng nhẫn lên một mức cao mới. Cụ thể, với công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn tăng 150.000 đồng trên lượng ở cả chiều mua vào và chiều bán ra so với giá đóng cửa ngày hôm qua. Niêm yết giá vàng nhẫn một số 9 loại từ 1 đến 5 chỉ mua vào ở mức 64,1 triệu đồng trên lượng, bán ra mức 65,3 triệu đồng trên lượng. Như vậy là qua 4 phiên gần đây, mặt hàng vàng nhẫn một số 9 của công ty này tăng 650.000 đồng trên lượng cho cả hai chiều. Tương tự như vậy, mặt hàng vàng nhẫn một số 9 của tập đoàn vàng bạc đá quý Doji tăng 200.000 đồng trên lượng mua vào, tăng 150.000 đồng trên một lượng tại chỉ bán ra so với giá đóng cửa ngày hôm qua, được mua vào ở mức 65,05 triệu đồng trên lượng, bán ra mức 66,2 triệu đồng trên một lượng. Tổng cộng sau 4 phiên gần đây, giá vàng nhẫn tại Doji tăng 850.000 đồng trên lượng ở cả hai chiều mua vào và chỉ bán ra. Còn với mặt hàng vàng nhẫn bộ số 9 của công ty vàng bạc đá quý Phú Nhuận cũng đi lên, vàng nhẫn của PNG mua vào ở mức 64,1 triệu đồng trên lượng, bán ra mức 65,3 triệu đồng trên lượng, tăng 200.000 đồng trên lượng ở cả hai chiều mua vào và chiều bán ra. Mức giá này thì áp dụng cho cả hệ thống Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh. À, cũng tính từ đầu tuần đến nay, mặt hàng vàng nhẫn của PNG tăng 750.000 đồng trên lượng ở chiều mua vào, tăng 700.000 đồng trên lượng tại chiều bán ra. Tuy nhiên thì mặt hàng vàng nhẫn bộ số 9 xác lập kỷ lục mới về giá, nhưng chênh lệch giữa hai chiều mua vào chiều bán ra không biến động quá mạnh. Khoảng cách giữa giá mua vào và giá bán ra của mặt hàng vàng nhẫn chỉ dao động ở mức 1,1 đến 1,2 triệu đồng trong mỗi lượng.
Trong khi đó thì mặt hàng vàng miếng SJC hôm nay biến động khá mạnh. Sáng nay có thời điểm vàng miếng SJC đã vọt qua ngưỡng 80 triệu đồng trên lượng rồi nhanh chóng hạ nhiệt. Đến cuối phiên ngày hôm nay chỉ còn tăng 200.000 đồng trên lượng ở cả chiều mua vào chiều bán ra với mặt hàng vàng miếng SJC tại công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn. Niêm yết trên hai thị trường Hà Nội và Đà Nẵng thời điểm này mua vào mức 77,5 triệu đồng trên lượng, bán ra mức 79,52 triệu đồng trên một lượng. Còn đối với thị trường tiền tệ, tỷ giá đô la Mỹ các hàng thương mại mua vào mức 24.450 đồng trên đô la Mỹ, bán ra mức 24.820 đồng trên đô la Mỹ. Kết thúc ngày hôm nay tăng 30 đồng trên đô la Mỹ ở cả chiều mua vào và chiều bán ra so với giá đóng cửa hôm qua. Với giá đô la Mỹ trên thị trường tự do tăng 110 đồng trên đô la Mỹ mua vào, tăng 80 đồng trên đô la Mỹ bán ra so với giá ngày hôm qua. Hiện tại mua vào mức 25.360 đồng trên đô la Mỹ, bán ra mức 25.430 đồng trên đô la Mỹ. Để quý vị và các bạn có thể biết rõ hơn về thị trường vàng trong nước hiện tại, sau đây là bảng giá vàng chi tiết được ghi nhận mới nhất trong phiên giao dịch tối nay. Kính mời quý vị và các bạn hãy cùng theo dõi và tham khảo thêm nhé. Đầu tiên là giá vàng SJC tại ba thành phố lớn: SJC Hồ Chí Minh từ 1 đến 10 lượng mua vào 7.750.000, bán ra 7.950.000, tăng 200.000 đồng trên lượng mua vào và chiều bán ra, hay là tăng 20.000 đồng trên một chỉ ở chiều mua vào và chiều bán. Trên lệch giữa hai chiều mua vào chiều bán ra vẫn đang đứng ở mức rất cao, ở mức 2 triệu đồng trên lượng và đơn vị đo bảng giá này là triệu đồng trên một chỉ. SJC Hà Nội và SJC Đà Nẵng mua vào 7.750.000, bán ra 7.952.000. PNG Hồ Chí Minh và PNG Hà Nội mua vào 7.760.000, bán ra 7.950.000. Doji Hồ Chí Minh và Doji Hà Nội mua vào 7.745.000, bán ra 7.945.000. Phú Quý SJC mua vào 7.760.000, bán ra 7.950.000. Bảo Tín Minh Châu mua vào 7.765.000, bán ra 7.945.000. Mi Hồng SJC mua vào 7.780.000, bán ra 7.880.000. Tiếp đến là giá vàng SJC một số ngân hàng. Ngân hàng Exim Bank mua vào 7.780.000, bán ra 7.930.000. Ngân hàng Tây Bank Gold mua vào 7.745.000, bán ra 7.945.000. Ngân hàng Vietin Bank mua vào 7.750.000, bán ra 7.952.000. Tiếp đến là giá vàng SJC một số tỉnh thành phố khác. Hiện tại tăng 200.000 đồng trên lượng ở cả chiều mua vào và chiều bán ra, hay là tăng 20.000 đồng trên một chỉ ở chiều mua vào và chiều bán. Chênh lệch giữa hai chiều mua vào và chiều bán ra vẫn đang đứng ở mức cao, dao động từ 2 triệu đến 2.060.000 đồng trên lượng và đang được niêm yết như sau: STC Nha Trang và STC Cà Mau mua vào 7.750.000, bán ra 7.952.000. STC Huế mua vào 7.747.000, bán ra 7.952.000. STC Biên Hòa, Miền Tây, Quảng Ngãi, Long Xuyên mua vào 7.750.000, bán ra 7.950.000. STC Bạc Liêu mua vào 7.750.000, bán ra 7.952.000. STC Phan Rang, Hạ Long và Quảng Nam mua vào 7.748.000, bán ra 7.952.000. Cuối cùng là giá nhận bộ số 9 và một số loại vàng nữ trang STC khác, hiện tại tăng trong khoảng từ 63 đến 150.000 đồng trên lượng, hay là tăng trong khoảng 6.300 đến 15.000 đồng trên một chỉ tùy mỗi loại vàng và hiện tại đang được niêm yết như sau: nhận bộ số 9 từ 1 đến 5 chỉ mua vào 6.410.000, bán ra 6.530.000. Nhận bộ số 9 loại nửa chỉ mua vào 6.410.000, bán ra 6.540.000. Vàng bộ số 9 mua vào 6.400.000, bán ra 6.490.000. Vàng 24K mua vào 6.275,7 nghìn, bán ra 6.425,7 nghìn. Vàng 18K mua vào 4.683.000, bán ra 4.883.000. Vàng 14K mua vào 3.599.000, bán ra 3.799.000. Vàng 10K mua vào 2.521,6 nghìn, bán ra 2.721,6 nghìn. Quý vị và các bạn thân mến, mọi diễn biến tiếp theo trên hai thị trường vàng thế giới và vàng trong nước sẽ được chúng tôi liên tục cập nhật ở những bản tin tới. Quý vị và các bạn cũng đừng quên bấm nút đăng ký kênh phía dưới góc phải màn hình của video này, cũng như tích luôn quả chuông ở bên cạnh để mỗi khi có bản tin mới, kênh sẽ tiện thông báo tới quý vị và các bạn hơn. Còn bây giờ thì xin chào, hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những bản tin tiếp theo.